bài test máy Samsung trước khi mua cho các bạn. Chúng ta test cảm ứng trước thì chúng ta bấm vào gọi, chúng ta bấm sao thẳng, không sao thẳng. Khi xuất hiện một bảng như này thì chúng ta trước tiên kiểm tra màu trước, chúng ta kiểm tra màu đỏ. Màu đỏ chúng ta có màu đỏ nhỉ, và không có hiển thị một cái vết nào. Có màu khác thì chúng ta ok. Chúng ta đến màu green, màu xanh. Chúng ta không thấy màu nào, quá đẹp, bị lạc màu. Blue, màu xanh đậm. Và khi tới đây rồi chúng ta tiếp theo shift về đến cơ đồ zoom để tìm zoom tới đêm mình. Mình cũng hiểu là nếu như mình giả thì sao giả là gì, nhưng mình đã bây giờ chưa mà mình đã đổi gây đổi áo chứ mình giả đâu. Đây, mega. Tức là mình như thế là sao không ai buộc cái lại. Đáng đáng luôn. Còn em lấy hàng Hà Nội, mới đầu tiên nó cũng khó khăn thế, xong lấy nhiều thứ quen dần. Mới đầu đẹp. Sáng rồi, chiều đầu rồi chiều nó mới chuyển đổi, nhưng còn sáng là không chuyển đổi. Các điểm. Nhưng mà tôi cũng chuyển đổi của ông. Nhưng mà sau này thì quen rồi, cái sáng sớm đổi hết. Điểm, không có vẹt trắng để. Cái quen thì mình phải phục vụ tốt thì mình cái quen thì chứ, đúng không? Nhiều lúc mình làm người tắc quá đến giờ này, người tắc. Một số người sau cái một vài vụ người ta mới ngộ ra được. Chứ không phải là đương dương mà họ. Ok. Ok. Đây chúng ta test nó tool là test cảm ứng. Cảm ơn, đúng ok. Xuất kỳ. Ok, giống nhau mà này. Bấm các phím. Nhưng mà tiền thì khởi động lại vẫn được đúng không? Hả? Không được à? Tức là cái số mình lâu thì không dùng đến nhiều rồi. Nó không có rồi mà nó chưa xóa khỏi. Ship. Tôi đến. Bảo mật. Gọi chiếm không thì anh mới được thu hồi, nên nó thu hồi luôn. Đến lúc kiện nó cũng chả giải quyết được gì. Tiết bà gà. Chúng ta vào khăn kẻ đặt này. Tiết cắm mạng xem từ 2G, 3G chuyển động xem nó thế nào đấy các bạn nhé. Đây. Đây, chuyển chế độ 4G. Tắt wifi đi. Cái máy này mình không thao ra được vì các cái kết cấu nguyên khối này.
đặc biệt là mua máy màn hình AMOLED của Samsung thì các bạn tuyệt đối đừng làm rơi. Làm rơi cái màn hình thì khá đắt. Khi con A7 này màn hình lên tới 3 triệu, hơn 3 triệu. A5 hơn 3 triệu luôn. Camera, mặt kính. Thân máy rất đẹp. Xin chào tất cả các bạn. Nhớ like và share cho người khác.